Vâng, xin chào quý vị các bạn. Cửa hàng Vinh Audio Hà Đông lại có một mẫu ly cũng thuộc cái dạng rất gấu mà giá mềm đang lên giới thiệu các bác đây. Video này tôi sẽ giới thiệu qua đã, tôi sẽ mời nhạc sau. Đây là con âm ly Kenwood KAV6000. Âm ly này tôi đã từng bán. Âm ly này đánh hai loa A với cộng B. Trên âm ly có chỉnh bát chép đầy đủ này, cân loa này. Đây là một trong con âm ly gấu, rất gấu luôn, nặng. Nội thất bên trong thì thuộc dạng khủng. Và đây là một trong âm ly mà tôi có thể nói với các bác là các bác có thể ghép vang và hát karaoke gia đình với nhu cầu đơn giản vào những đôi loa xịn chính hãng. Đây là mặt tiền, nó hơi chớt một chút ở đây nha. Như tổng thể còn đẹp long lanh luôn, góc cạnh. Góc cạnh nó rất cứng cáp luôn. Đây. Xếp giáp một tí ti là phải có, không tránh khỏi đâu vì nó là hàng bãi. Đây tổng thể nó còn rất muột nà luôn. 3,5 triệu. Tôi sẽ mở cái nắp ra các bác cùng xem. Lắp con này nó còn làm tí xốp mút ở trong này, làm rất điệu đà. Thế này mà cháy thì bốc khói phải biết rồi. Vỉ mạch đặc kín không? Đẹp long lanh luôn. Vỉ mạch xuất sắc. Vỉ mạch con này nó để theo hàng ngang nhiều này. Sò than này. Kín sò than luôn. Tản nhiệt như một bức tường thành. Đây là nguồn. Nguồn đấy nó bôi những cái lớp keo màu xám xám đấy nha. Đấy, chứ không phải nói gì đâu, màu nó thế đấy, màu keo. Một con âm ly gấu, thuộc dạng gấu, rất nặng. Con âm ly này với con âm ly 930 là một trong những con âm ly mà thuộc dạng gấu mà có giá rất vừa tiền tôi từng bán. Con âm ly này có tên là Kenwood KA6000. Đây là mặt sau. Nước sơn sáng bóng luôn, cầu chữ U, loa A, loa B. Đây là thông tin của âm ly V6000, 240W điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Số series 0935. Nếu thuộc về hàng gấu mà vừa tiền thì tôi còn đúng một con này thôi. Còn đúng một con này. Xin chào, hẹn gặp lại.